Hello xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với suri channel camera luôn là một trong những cái phần quan trọng nhất của một tựa game khi mà tất cả những gì người chơi thấy trong game đều phải thông qua camera và không chỉ với phụ nữ camera tốt cũng là một trong những cái phần quan trọng nhất đối với một gamer và để xử lý một camera tốt thì tốn rất nhiều câu đẹp ạ ok nhưng mà rất may cho chúng ta đó là unity đã có sẵn một cái uh, plugin gọi là cinema hỗ trợ camera cho chúng ta rất là tốt và hôm nay tôi sẽ cùng với anh em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái cinema Gen này hoạt động như thế nào cũng như là làm sao để chúng ta có thể tạo camera tốt trong game duty nhé ok cũng bắt đầu nào để sử dụng Cinema chuyên trong Unity thì rất là đơn giản Anh em chỉ cần việc là vào Windows này chọn Package Manager và Cinemachine là một trong những cái package đã được Unity đăng ký và được xem như là một phần của Unity nên là khi anh em vào Package Manager nhé anh em chọn cái uh, drop down ở đây này anh em chọn Unity Registry nhé và anh em search Cinemachine giúp tôi OK thì nó sẽ ra cái phiên bản mới nhất của Cinemachine cho anh em và đơn giản là anh em chỉ cái việc là ấn install thôi OK và sau khi đã cài đặt Cinema Machine thì cái việc mà tạo ra một cái Cinema Machine camera nó còn đơn giản hơn nữa Anh em chỉ cần việc là vào cái hierarchy nhé. anh em ấn chuột phải và chúng ta sẽ chọn Cinema Machine ở đây Và anh em có thể thấy là đây nó có rất nhiều loại camera khác nhau Và chúng ta đang cần tạo một camera cho game 2D nên là tôi sẽ chọn 2D camera anh em nha Ok và sau khi tạo Cinemachine camera, anh em có thể thấy là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái game object Cinemachine virtual camera ở đây. Và nó cũng sẽ tạo cho chúng ta một cái nữa, đó là khi anh em vào cái main camera này, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái là Cinemachine brand ở đây. Đó. Thì tôi lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh em là cái Cinemachine brand cũng như là virtual camera này nó sẽ là cái gì. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ vào sơ xem sơ sơ xem xương xương là cái cinema Machine virtual camera là gì anh em nhé rồi đầu tiên là khi mà anh em vào thì nó khi mà anh em vừa tạo thì có thể là cái màn hình nó sẽ mất những cái ảnh của chúng ta thì như anh em có thể thấy là hiện tại cái camera của chúng ta na, của chúng ta nó đang nằm ở đây và tại sao nó lại mất cái ảnh là tại vì thường thường khi mà tạo ra thì cái transform của nó anh em có thể thấy là nó sẽ là không 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 này và nếu anh em kéo cái virtual camera transform xuống một tí đó ví dụ tôi để là 10 luôn đi đó thì khi này à, anh em có thể thấy là cái camera của chúng ta nó đã render những cái ảnh rồi và tại sao nó lại như vậy thì anh em khi mà anh em vào cái skin nhé anh em chọn cái 2D này đó anh em có thể thấy là hiện tại cái à, camera của chúng ta nó đang nằm sau cái những cái bức ảnh mà chúng ta đã đặt trên cái game của chúng ta ha và nếu anh em À, tôi sẽ để phần game tab ở đây. Nếu anh em kéo cái camera của chúng ta nó ra đằng trước như thế này. Đó thì khi mà đến cái mức uh, nó bằng cái hình ảnh mà chúng ta đã đặt ở trong game á thì nó sẽ mất những cái hình ảnh đó nên là anh em có thể để cái transform.z của camera thành -10 nha để cho nó có thể render được những cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Ok. Và chắc là anh em cũng để ý là thằng virtual camera không phải là camera chính của chúng ta. Nhưng khi tôi thay đổi cái transform position của thằng virtual camera ở đây thì thằng camera chính của chúng ta, cái thằng mà render những cái ảnh á thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó là vì khi mà anh em thay đổi những cái giá trị trong virtual camera thì tất cả những giá trị đó đều sẽ chuyển trực tiếp cho thằng camera chính của chúng ta ha. Ok. Ví dụ khi mà tôi thay đổi lên uh, chấm size của thằng virtual camera ở đây Anh em cũng có thể thấy là hiện tại nó đang có giá trị là 5 Và thằng man camera của chúng ta nó cũng có giá trị là 5 Và khi tôi kéo cái size này lên đó, Anh em có thể thấy là cái camera của chúng ta nó cũng sẽ to, to ra To ra ha Và khi anh em vào cái main camera này Nó cũng sẽ thay đổi to ra y hệt như vậy Ok Và thực chất là thằng À, tất cả giá trị này nó đều sẽ được override lên trên thằng main camera. Và chắc là anh em cũng thắc mắc là tại sao mà nó không sử dụng trực tiếp main camera luôn mà nó phải tạo thêm một cái là virtual camera đúng không? Ok thì bây giờ sẽ tới cái phần hay nhất của Cinema Đó là khi mà anh em tạo thêm một cái, ví dụ anh em tạo thêm một cái Cinema Machine nữa đi. Tôi sẽ gọi là Cinema Machine 2 nhé. Giống như là khi mà anh em tạo à, đối với những cái tựa game à, 3 d thì thường thường à, không biết là anh em có chơi csgo không thì nó sẽ có hai cái góc nhìn thứ nhất là cái góc nhìn thứ nhất là góc nhìn trực tiếp từ mắt à, ra ngoài ha và cái góc nhìn thứ hai là góc nhìn thứ ba có nghĩa là sẽ nhìn từ sau lưng nhân vật người chơi à không biết csgo có cái đó không nhỉ lâu lắm rồi tôi không chơi chắc là phải chơi lại thôi ok thì khi mà anh em chạy game như thế này thì sẽ có một à, ví dụ ở đây nó có nhiều cái virtual camera thì sẽ có một trong những cái virtual camera đó nó override lên trên main camera. Đây nó sẽ override lên đây. Và nếu anh em đó anh em có thể thấy là hiện tại Cinema Machine virtual camera của thằng này là live này. Status là live. Và nếu anh em tắt cái thằng Cinema Machine đây thì nó sẽ tự động nó chuyển sang cái à, camera thứ hai. Và điều đó chính là cái thế mạnh của thằng Cinema Gene, ha Đó là có nghĩa là anh em có thể có nhiều cái camera khác nhau Và khi mà anh em chuyển, ví dụ như là chuyển góc nhìn từ góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thứ ba Thì anh em có thể tắt nó đi và anh em chuyển virtual camera ha Ok <laughs> Và bây giờ tôi sẽ à, Tôi có một cái hình ở đây để giới thiệu tại sao nó hoạt động như vậy À nhầm yeah. Thì nó sẽ hoạt động như thế nào Đầu tiên là anh em có để ý là chúng ta có một cái camera đây và nó có một cái là cinema machine brand. Thì cinema machine brand nó sẽ chọn một trong những cái virtual camera mà anh em đã tạo. Đó. Ở đây tôi có ba cái virtual camera và nó sẽ lấy cái camera đó nó override lên trên camera của chúng ta và nó hiển thị lên trên màn hình ha. Ok. Ví dụ như cái này là góc nhìn thứ nhất, cái này là góc nhìn thứ ba và cái này là à, tắt game. Ok. <laughs> Rồi và đó là cách mà cinemachine nó sẽ hoạt động và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với anh em những cái giá trị mạnh nhất của một thằng cinemachine virtual camera ha ok thì đầu tiên thì khi mà anh em nhìn vào virtual camera ở đây nó sẽ có hai cái giá trị đó là follow và cái thứ hai là look at đây là hai cái mạnh nhất của thằng cinemachine và nếu anh em kéo cái player của chúng ta là cái uh, nhân vật người chơi của chúng ta vào thằng follow á và anh em chạy thử game nhé thì khi này khi mà anh em di chuyển con nhân vật của chúng ta thì thằng camera của chúng ta nó cũng sẽ di chuyển theo. Ok, rất là good. <laughs> Và follow chính là cái thằng mà khi mà anh em uh, kéo một cái transform bất kỳ nào vào thì nó sẽ tự động nó di chuyển camera của chúng ta theo cái uh, transform đó theo position anh em nhé, theo position. Còn look at thì nó sẽ thay nó cũng sẽ di chuyển theo cái uh, transform đó nhưng mà nó theo rotation. Thì follow thì được sử dụng cho tất cả các thể loại game 2D, 3D đều được Nhưng look at thì thường họ sẽ sử dụng cho những game 3D nhiều hơn Có nghĩa là khi mà anh em chơi Seagate Go ấy Thì khi mà chúng ta di chuyển chuột xung quanh đúng không Thì con nhân vật người chơi chúng ta nó sẽ quay một vòng Ví dụ như đây tôi sẽ quay thử cái vòng Z nhé Đó thì nó sẽ quay vòng như vậy Và cái thằng look at thì nó sẽ thay đổi theo rotation này anh em nhé Ok Và đa phần các giá trị trong đây thì anh em chỉ cần để mặc định là được và anh em chú ý giúp tôi đó là chúng ta có một cái là body và cái thứ hai là em thì cái body chính là cái trực tiếp sẽ liên kết với thằng follow ở trên này anh em nhé và cái thứ hai là cái em thì nó sẽ liên kết trực tiếp với cái thằng look at ok thì cái body này nó làm cái gì à, đầu tiên thì nếu mà anh em để nó là do nothing ở đây và chúng ta di chuyển cái thằng nhân vật này thì anh em có thể thấy là cái thằng camera chúng ta nó sẽ không di chuyển theo nhưng nếu anh em chọn À, thay đổi từ do nothing sang uh, uh, cái framing change thì khi mà anh em di chuyển thì camera chúng ta nó sẽ di chuyển theo ha ok thì body uh, chính là cái nó sẽ quyết định xem là cái nhân vật cái chain form của chúng ta nó sẽ ấy cái camera của chúng ta nó sẽ di chuyển như thế nào theo cái thằng chain uh, form follow ở này ở trên này anh em nhé ok thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chế độ đó là góc nhìn thứ ba Thường được sử dụng cho những game 3D như là game Cinema Thì trong chế độ này thì camera chúng ta nó sẽ di chuyển theo nhân vật của người chơi Mà nó sẽ đứng sau nhân vật người chơi ha Ok Cái chế độ thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với anh em đó là chế độ Hard Lock to Target Thường được sử dụng cho những cái tựa game mà có góc nhìn thứ nhất Ok Và đối với những game 2D thì họ thường sử dụng đó là Framing Transforcer thì đây là chế độ hiện tại tôi đang sử dụng ha ok và nó đơn giản là nó sẽ di chuyển theo cái nhân vật theo cái transform mà anh em để đưa vào thôi ok và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với anh em về những cái giá trị mà nó có trong cái framing chanforger ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ có ba cái khu vực khi mà anh em chọn chế độ framing chanforger thứ nhất là cái màu đỏ ở đây có nghĩa là camera của anh em cái chấm màu vàng gọi là tracking position anh em nhé và cái tracking position này sẽ là cái mà giúp cho camera di chuyển có nghĩa là camera chúng ta nó sẽ di chuyển theo cái tracking position anh em có thể thấy là đây đó và cái uh, điểm màu vàng này nó sẽ không thể nào nó vượt qua được cái ranh giới màu đỏ ha đó là cái khu vực thứ nhất cái khu vực thứ hai chính là khu vực shop zone có nghĩa là camera của chúng ta nó sẽ có thể hoạt động trong cái khu vực màu xanh subzone ở đây và anh em có thể thay đổi cái giá trị sub Zone đó bằng việc là kéo cái thanh subzone width này đó và nếu anh em muốn cái camera của chúng ta nó trực tiếp nó thay đổi theo khi mà người chơi di chuyển thì anh em có thể để subzone lại thành không không ha ok và khi mà anh em di chuyển thì cái camera của chúng ta nó sẽ trực tiếp nó sẽ di chuyển theo cái cái nhân vật luôn ok và tôi sẽ để lại shop zone như hồi nãy đi rồi cái thứ hai là sẽ là dis zone with và dis zone hay nha à, đơn giản đây sẽ là khu vực mà người chơi có thể tự do hoạt động đây ví dụ như tôi kéo cái dis zone nó lên một xa không biết gọi là dis zone đúng nhỉ ok ví dụ như tôi kéo lên như thế này đó anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái khu vực mới à, khu vực màu trắng ở đây thì khi mà nhân vật của chúng ta di chuyển trong khu vực này đó. thì nó sẽ không thay đổi cái vị trí camera em nhé ai à, như em có thể thấy là khi tôi khi di chuyển trong cái khu vực đó thì nó sẽ không thay đổi vị trí camera ok tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với x damping y damping và z damping thì game chúng ta không cần z nên là anh em có thể set nó bất kỳ cái gì cũng được và cái thằng damping này cái damping ok tôi sẽ nói tiếng anh sang một xí <laughs> cái thằng damping này khi mà anh em kéo nó to hơn một xíu, tôi sẽ để dead zone lại nhỏ lại xíu nha. Ok, khi mà anh em để trembling nó to thì khi chúng ta di chuyển nhân vật, anh em có thể thấy là cái camera của chúng ta nó sẽ rất là nặng nhọc để nó có thể di chuyển theo cái nhân vật của chúng ta. Và nếu anh em để trembling nhỏ thì nó sẽ trực tiếp di chuyển theo camera của chúng ta luôn. Ok, rất là tốt Thì anh em cứ để trên thì mô tả đơn giản của nó sẽ là độ nặng Khi mà à, di chuyển theo cái à, tracking position Cái cái một cục màu vàng này anh em nhé Ok, tôi sẽ để nó là một đi cho đẹp Và cái cuối cùng à, Đó chính là lúc hit Thì lúc ở hit này thường được sử dụng cho những game platform 2D à, Anh em cũng có thể sử dụng cho tự game này Ví dụ như ha à, tôi sẽ nó sẽ giải quyết một cái vấn đề như thế này khi mà anh em để diszone là nó cao hơn một tí nhé đây anh em có thể thấy là khi mà tôi di chuyển sang bên phải này tới tận cùng bên phải luôn thì cái camera chúng ta nó vẫn như vậy đúng không thì nó, nó rất là hợp lý theo cái logic của diszone rồi nhưng mà chúng ta sẽ không thể thấy được những cái gì nằm ở đằng sau ở bên phải của camera thì với những cái tự game ví dụ tự game này luôn thì chúng ta sẽ không thấy được những con quái đó và nếu anh em muốn chúng ta à, có một cái camera nó hay ho nó hay ho hơn, <laughs> ok thì anh em có thể set cái lúc ở hit thêm ở đây ví dụ tôi để sẽ là để 0.5 đi, à, cái này giá trị của nó sẽ là từ 1 0 tới 1 anh em nhé và nếu anh em để 0.5 này à, và khi mà tôi di chuyển thì chắc là anh em cũng đoán được là cái lúc ở hit này nó làm cái gì, gì rồi đây tôi sẽ di chuyển thử cho anh em xem nhé khi tôi di chuyển sang phải này đó, anh em có thể thấy là cái tracking position của chúng ta nó sẽ chạy trước player nó sẽ chạy trước player nhé và nếu anh em để là một thì nó sẽ chạy xa hơn nữa nó sẽ chạy trước player nhưng mà nó chạy xa hơn nữa ok thì cái này có nghĩa là độ nhạy à, của cái lúc và hit của chúng ta anh em để càng cao thì nó sẽ càng uh, mạnh mẽ hơn rồi và cái thứ hai sẽ là cái smooth thì nếu anh em để này cái giá trị này càng cao cái lúc và hit smooth càng cao thì nó sẽ càng chậm đơn giản là nó sẽ càng chậm nó càng mượt nó càng mượt ha ờ à, thì đúng với mô tả của lúc ở hit smooth rồi thì nó sẽ càng mượt khi mà anh em di chuyển cái lúc ở hit này đó nó sẽ càng mượt và tốt nhất là tôi tôi thấy là để 10 là đẹp rồi ok cái cuối cùng sẽ là lúc ở hit in e thì cái này thường được sử dụng cho những game 2 d platform là nhiều Ví dụ như là khi nhân vật họ nhảy lên á, thì họ không muốn lúc ở hit như thế này ha, nhìn nó rất là kỳ. Thì anh em có thể tắt cái này đi, à luật check cái lên. Check cái này thì nó đã tắt đi ha. Đó và khi mà chúng ta di chuyển lên thì nó anh em có thể thấy là chúng ta không có uh, lúc ở hit ở trên nữa mà chúng ta chỉ có lúc hit hai bên thôi. Ok và đó là tất cả những gì mà tôi muốn giới thiệu với anh em trong Cinema Gen 2D Camera ha. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem hết video này và cảm ơn anh em rất là nhiều hơn nữa rất rất là nhiều nếu anh em có thể subscribe và like cho video của tôi và chúc anh em một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn